Xin chào các bạn, mình là Thao, bên TVC24. Mình chuyên thiết kế đồ họa, làm phim và làm kỹ xảo. Thì hôm trước mình có giới thiệu cho các bạn một phần mềm viết tay, video file. Nhưng mà sau khi mình làm hướng dẫn ấy, thì một số bạn xem thì có phản hồi cho mình là gặp khó khăn trong vấn đề là crack phần mềm. Và rất nhiều bạn hỏi, nên hôm nay mình sẽ làm một bài hướng dẫn nhỏ nhỏ cho các bạn cài đặt phần mềm này. Thật ra phần mềm này cài đặt thì cũng khá là đơn giản thôi. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn là cài đặt phần mềm. Đây, trước tiên thì các bạn giải nén cái file nén file da này ra thì sẽ được đây sẽ được ba cái file này. Cái file này thì là hướng dẫn mình các bạn không cần quan tâm lắm. Ở đây có file là file setup và file crack. Trước tiên các bạn bấm vào file setup và cài đặt. Đây các bạn bấm vào next và đây và install. Các bạn chờ một lúc phần mềm đang cài đặt. Đây là web của phần mềm. Các bạn không có gì các bạn lại tắt đi. Đây các bạn bấm vào in. Nó phần mềm hỏi update nhưng các bạn có thể bỏ qua phần này. Đây các bạn nếu bạn nào mà mới dùng lần đầu tiên thì các bạn bấm vào đây để đăng ký tài khoản. Không mình đã có rồi thì mình sẽ đánh luôn. Ok. Đây là giao diện của phần mềm, nhưng mà bởi vì là mình mới cài nhưng mà chưa crack thì hiện tại đây các bạn sẽ thấy ở dưới góc phải màn hình này có biểu tượng của phần mềm. Đây chính là bản dùng thử sẽ có các biểu tượng phần mềm khi mà chúng ta xuất ra ấy, thì nó cũng sẽ có biểu tượng này lên này. Đây chính là bản dùng thử này. Và sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách crack. Thật ra rất là đơn giản thôi. Đây các bạn bấm vào thư mục crack nha. Đây có một cái file này, file bin này. Các bạn bấm chuột vào. Đây các bạn copy. Đây là cái icon của phần mềm. Các bạn bấm vào chuột phải vào. Các bạn chọn property. Đây các bạn chọn này, open file local. Bạn bấm vào thì nó sẽ đưa bạn đến cái nơi mà lưu file cài đặt của bạn. Đây chính là ở win này, OC này, win 64 bit này, home RAM file 86 này. Đây các bạn sẽ nhìn thấy đường dẫn đây nha. Đây các bạn sẽ paste vào đây. Paste vào. Các bạn ghi đè vào, bấm vào ghi đè vào, ghi đè vào. Đây, các bạn khởi động lại phần mềm nè. Đây update thì các bạn thể bỏ qua. Đây là mình để lưu rồi thì mình cứ bấm vào login. Đây. Đây các bạn bấm vào nè, các bạn. Đây các bạn sẽ thấy nó sẽ mất cái biểu tượng bản dùng thử này, mất biểu tượng logo của nó viết phải màn hình này. Đây là cái việc chúng ta đã crack thành công phần mềm. Các bạn nhớ like, share và đăng ký kênh của mình nhé. Sau mình sẽ làm cho các bạn một series hướng dẫn rất là hay về phần mềm làm đồ họa và kỹ xảo khá là tuyệt vời. Nếu mà bạn nào mà thích làm các phần intro giới thiệu, đây một số phần ví dụ như phần intro giới thiệu, các bạn hãy dùng phần mềm toàn cầu hóa này. Đây chính là phần mềm After Effects. Đây phần mềm này After Effects rất là tuyệt vời. Đây mình sẽ làm một series hướng dẫn về phần mềm này sẽ rất là thú vị. Cảm ơn các bạn đã xem. Nhớ like, share và đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn.